Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức. Và hai bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có Xin chào các bạn, tôi đã quay trở lại rồi đây. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện 100 ngôn của cuộc sống mà bài học rút ra rất là bổ ích cho các bạn. Các bạn hãy cùng chúng tôi nghe hết câu chuyện này nha. Câu chuyện đó là ai mới là kẻ ngu. Có một ông thầy giáo mới dạy nhận ra rằng trong lớp có một cậu bé luôn bị chửi là ngu. Trong giờ ra chơi, ông hỏi nhóm bạn lý do. Thì nó là thằng ngu thật mà thầy. Nếu mà đưa cho nó đồng xu to 5 rúp và đồng xu nhỏ 10 rúp thì nó sẽ chọn đồng 5 rúp, vì nó nghĩ đồng 5 rúp có kích thước to hơn sẽ tốt hơn. Đây, thầy nhìn nhé. Một bạn trong nhóm giơ tay 2 đồng xu và cho cậu kia chọn, và cậu vẫn chọn đồng 5 rúp. Thầy giáo ngạc nhiên hỏi, sao em lại chọn đồng 5 rúp mà không chọn 10 rúp? Thầy nhìn này, đồng 5 rúp to hơn cơ mà. Tan trường, thầy đến chỗ cậu bé hỏi lại, chẳng nhẽ em không hiểu được đồng 5 rúp chỉ to hơn về mặt kích thước, nhưng đồng 10 rúp thì có thể mua được nhiều thứ hơn sao? Nếu em lấy 10 rúp thì lần sau bọn nó sẽ không cho em nữa, cậu bé trả lời. Và bài học rút ra là chắc chắn khi đọc đến đây các bạn sẽ thấy cậu bé kia tỏ ra ngờ ngợt mà không hẳn là đã vậy. Người ta thường nói, ngu mà tỏ ra nguy hiểm thì không có gì phải sợ, đáng sợ là người nguy hiểm mà tỏ ra ngu. Vì vậy, đừng xem thường người đối diện với bạn. Bởi người đối diện với bạn chưa chắc họ đã ngu như bạn nghĩ. Truyện ngắn về đồng xu khiến bạn xem xét lại cách nhìn đối với người đối diện. Và câu chuyện thứ hai, đó là câu chuyện người tiều phu và học giả. Người tiều phu cùng học giả đi chung một chiếc thuyền ở giữa sông. Học giả tự nhận mình là người hiểu biết sâu rộng nên đề nghị chơi trò đoán chữ cho đỡ nhàm chán. Đồng thời giao kèo, nếu mình thua sẽ mắc cho tiều phu 10 đồng. Ngược lại nếu tiều phu thua sẽ chỉ mắc 5 đồng mà thôi. Học giả coi như mình dường tiều phu để thể hiện trí tuệ của mình. Đầu tiên, người tiều phu ra câu đố, vật gì ở dưới sông nặng 1.000 cân nhưng khi lên bờ chỉ còn 10 cân. Học giả vắt óc suy nghĩ vẫn tìm không ra câu trả lời, đành đưa cho tiều phu 10 đồng. Sau đó, ông hỏi tiều phu một câu trả lời là tôi không biết. Tiều phu đưa lại cho học giả 5 đồng và nói thêm, thật ngại quá, tôi kiếm được 5 đồng rồi. Học giả vô cùng sửng sốt. Và bài học rút ra ở đây là trong cuộc sống nhiều người hay tỏ ra vẻ là mình là người trí tuệ thông minh hơn người và tỏ ra coi thường người khác ít học, học thấp hơn. Tuy nhiên đôi lúc sự tự phụ quá và tự tin của họ sẽ khiến họ bị lâm vào những tình huống dở khóc dở cười. Họ không biết một điều rằng thông minh sẽ hại thông minh. Người quá thông minh và tin tướng nhiều khi sẽ tự hại lấy mình vì không quá tự cao. Lẽ vậy ở đời, đừng sợ kẻ thông minh, hãy sợ kẻ ngốc mà tưởng mình là thông minh. Và hãy là một người khiêm tốn đáng được tôn trọng. Truyện cực ngắn về người tiều phu khiến chúng ta phải suy nghĩ về đức tính khiêm tốn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Qua đây cho chúng ta thấy là trong cuộc sống thì cần phải có khiêm tốn và đừng nên tự cao quá. Rồi, nếu các bạn thấy hay hãy đăng ký kênh và đừng quên like và chia sẻ để cho mọi người cùng xem. Chúng tôi sẽ cập nhật những mẫu chuyện về cuộc sống hay và ý nghĩa nhất. Rồi, cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy đăng ký kênh và đừng quên like và chia sẻ để cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn vào nút thông báo để cập nhật những video mới nhé. Cảm ơn các bạn.